Bác sĩ lâm sàng có thể xác định các dấu hiệu sớm của chứng tự kỷ từ việc siêu âm định kỳ 3 tháng giữa thai kỳ. Nghiên cứu tương ứng đã được các nhà nghiên cứu tại Đại học Ben Gurion Negev ở Israel công bố trên tạp chí Brain. Trong khi một số nghiên cứu cho rằng chứng tự kỷ có thể bắt nguồn từ khuynh hướng trước khi sinh, nhưng có rất ít dữ liệu chắc chắn kết nối những bất thường của thai nhi với những đứa trẻ được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ sau này. Nghiên cứu về lĩnh vực này có thể giúp các bậc cha mẹ tương lai và bác sĩ chuẩn bị các biện pháp can thiệp để giảm các triệu chứng của bệnh tự kỷ ngay từ khi mới sinh thay vì đợi trẻ 2 tuổi trở lên. Đối với nghiên cứu hiện tại, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu sức khỏe cùng với siêu âm từ 659 trẻ em, trong đó có 229 trẻ được chẩn đoán tự kỷ, 201 anh chị em trong độ tuổi gần nhất của chúng và 229 trẻ đang phát triển bình thường. Sau khi phân tích các kết quả siêu âm, các nhà nghiên cứu đã báo cáo những bất thường về siêu âm thai ở 29,3% những người mắc chứng tự kỷ, so với chỉ 15,9% và 9,5% ở những đứa trẻ gần tuổi nhất của họ và những đứa trẻ đang phát triển. Họ cũng lưu ý rằng chứng tự kỷ có liên quan nhiều nhất đến các dị tật ở hệ tiết niệu, tim, đầu và não. Họ cũng phát hiện ra rằng những người mắc chứng tự kỷ có xu hướng có đầu hẹp hơn và khoảng cách mắt tương đối rộng hơn so với những bào thai đang phát triển bình thường. Các phát hiện khác bao gồm 43,1% phụ nữ mắc chứng tự kỷ có dị tật, trong khi điều này cũng đúng với chỉ 25,3% nam giới. Trong khi đó, không có sự khác biệt giữa nam và nữ giữa các nhóm khác. Giáo sư Eden Menas, tác giả chính của nghiên cứu cho biết các bác sĩ có thể sử dụng những dấu hiệu này, có thể nhận biết được khi siêu âm định kỳ, để đánh giá xác suất đứa trẻ sinh ra mắc chứng ASD. Chủ yếu là những bệnh liên quan đến tim và thận có cơ hội phát triển ASD cao hơn. Phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng một số loại ASD liên quan đến các bất thường cơ quan khác bắt đầu và có thể được phát hiện trong tử cung. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.